Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây, hôm nay là mình ở nhà đi xem ruộng các thứ thôi. Giờ là trưa trưa rồi, Khái sẽ đi kiếm măng về để làm bữa trưa nhé mọi người. Đang tìm cái thuồng không thấy. Cái gì đây? Đi kiếm măng nó bói anh em ạ. Không biết nó có mọc không. Vì mấy hôm nay trời mưa lắm. Khay đi xem ruộng vào là vừa ruộng sạt hết à Khay ơi? À, Khay vào sạt hết luôn. Mưa to mấy ngày hôm nay mà. Ừ. Nó có không? Mọc không? Ô, một củ to đấy à. Cái này vẻ thôi, không cần lấy đâu nhỉ. Vẻ được không? Măng này ăn sống được anh em ạ. Nó là măng ngọt ở trên Tây Bắc của mình. Trên Tây Bắc rất là nhiều loại măng ngọt nha mọi người nhé. Giờ đang mùa măng nên là món ăn phần đa chỉ là măng thôi. Nó hết lông nhỉ Khai nhỉ? Lông này không ăn được. Không như lông dúi. Nó là một nâu rồi.
Sạch sẽ rồi Khanh nhờ. Già quá. Khó, kệ nó cả miếng to đi. Nhập nó hay ấy mà, hay cầm miếng to mà. Đấy, chuẩn chưa, không sợ dao hỏng đâu, thoải mái đi. Hỏng được đâu. Không hỏng được đâu, làm gì. Dao mèo mà yên tâm. Thôi kệ nó cả miếng to đi. Thế thôi. Dao chắc mà lo gì. Bổ lôi trên kia xuống mới chặt dễ hơn. Đúng không? Rửa lại đi. Tí rửa lại được mà. Tầm xương lợn này, dao này không sợ một tí nào đâu mọi người. Rửa lại được mà. Rồi, sau một lúc loay hoay, Khay chặt xong chân giò rồi Khay nhở. Giờ cho vào nồi bắc lên bếp để ninh thôi. Ôi xô, cũng được nhiều chứ, hai chân giò to nhỉ. Cũng được nhiều phết đấy Khai nhở. Lấy mấy củ đấy qua cho vào móng giò ấy. Tay đi.
Nhiều thế mà được có từng này nhỉ khách nhỉ? Được tầm 2 bát tô thôi. Cái này á? Ừ. Hơn à? Trông thế thôi à? À. Cho nó mềm ha. Cái này phải nấu lâu anh ạ? Ừ. Một tiếng. Hai tiếng. Hai tiếng à? Đây mình vừa luộc lòng phèo lợn nha mọi người nha, chín rồi nha. Món móng giò hầm với măng ngọt, măng bói thì sắp chín rồi. Cả cái cơm xôi nữa. Đây, khai chuẩn bị pha chẩm chéo nha mọi người nha. Để chấm món lòng heo luộc. Đấy. Cắt cơn ném nó. Xôi đã chín này anh em này. Nhiều cô dì chú bác ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn nghiện cái món chẩm chéo của Khay rồi đấy Khay nhỉ? Ừ. Thì có cả sổi nha mọi người. Có cả mắc khén, hạt sổi, lá chanh. Các bạn mang về thì thái thêm một ít rau thơm nha mọi người nhá, rau mùi ấy. Trong chẩm chéo của nhà mình chưa có rau mùi bởi vì nếu mà cho rau mùi vào ấy thì nó hỏng nhanh. À, cho một ít là Khay. Đấy, xong cho nước lọc nhỉ. Xong là đánh tan ra đúng không? Ừ, đánh cho nó thật tan ra mọi người. Gia đình mình ăn ít chẩm chéo nên là mình chỉ cho ra một ít thôi. Có phải cho thêm nước một tí nữa không Khay nhỉ? Ừ. Ừ, khả năng phải cho thêm một tí nữa nhỉ? Vì nó nổi lên đấy. Ừ. Đấy. Đâu đấy lòng này chấm thử xem nào. Tầm chưa có cay quá không? Không, giòn, không cay nữa đâu. Ngon không nói được. Ngon không nói được luôn rồi. Quá ngon. Rồi giờ chuẩn bị sắp cơm để ăn thôi nhỉ. Đây sắp chín mọi người ạ. Chín thì chín rồi nhưng mà sắp như, nó chính xác là thế. Nhập nó đang đấy đũa với thìa. Chín rồi đấy Khay nhờ. Cho tí hành lá vào. Cạn hết nước à? Đây đũa này. Miếng to này chắc Nhập nó đăng ký ở đây nhờ. Mẹ đang
chuẩn bị nấu đỗ tương để làm món tương thối. Đây, bữa trưa của gia đình mình ngày hôm nay chỉ có thế này thôi mọi người nhá. Móng giò om với nó bói với măng ngọt với cả lòng lòng lợn, một ít rau muống luộc luộc nữa. Mời mọi người ăn cơm gia đình mình nhá. Thế nào Nghiệp, ăn món nào nào? Bắt đầu chéo ở đây nha. Ăn măng ngon với cầm ngon với móng giò nhỉ? Đó bạn ạ, đó. Nhìn nhiều cái măng ít nhỉ? Qua thôi mọi người nha. Măng nó mềm rồi. Ngon này, ăn không? Theo lời nghe. Ngon đấy.
Heo. Lòng bèo lòng bèo lòng đâu được không ăn ra măng hừng thì nó sẽ ngon. Giờ măng hừng vừa mới bắt đầu vào vụ hừng đấy. Uống thêm nữa nhỉ? Mọc ở đây quanh này. Nó ngon sao? Vừa. Cái này có đồ vừa sáng. Có gì không? Mang sáng nữa. Mọi người mà. Ngon anh ạ. Vâng. Thì nước nước sôi trong cao đi bảo thẻ nó đẹp hơn là ai đưa vào mang vào nhỏ nhỏ đây đúng rồi mình lo là chỗ này này. Đi bảo kẹo kẹo nữa rồi không đòi đi mua. Giờ lại bảo no nhanh là thế nào nhỉ? Thằng nhỉ? Giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào mọi người nha. Thế nào, món măng hầm với móng giò hôm nay ngon không Hoàng ơi? Ngon ạ. Ăn tạm được đúng không? Ngon đấy. Ăn tạm được thôi nhỉ.